Xin chào mọi người đã đến với podcast của Minh Triệu. Cái điều khó nhất là vượt qua những cái cảm xúc của mình. Đôi khi á, thực sự là nó có một cách không hoàn hảo á, cũng tốt. Em nghĩ là con người mình siêu nhanh thay đổi. Mình cứ phải tin vào cái điều mình làm thì mình mới thấy được cái đích đến. Mỗi lần mà mình định open up, mình định nói cái gì, mình rất là sợ mọi người sẽ đánh giá mình ý. Chỉ bớt quan tâm chuyện người khác nghĩ về mình. Em cũng chui ra một góc một mình thôi, thì em khóc, em không muốn là mọi người nhìn thấy em khóc. Thay vì mình sẽ kết thân thì mình chỉ cần kết giao trước nữa. Em không biết là chưa có, không có hay là chưa có. Tại sao em hỏi điều đó? Em thấy ảnh em chụp xấu chết luôn. Chị cũng đã từng được Lương Thùy Linh chiếu yêu rồi. Nhưng mà em thấy nó đâu có ra yêu đâu. Nếu việc học là cái việc dễ nhất đối với em đi, thì việc khó nhất là gì? Không phải lấy chồng là được. Sao vậy?